Vào thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2019, sau kỳ bế quan kéo dài một tháng, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư kính yêu đã ban ân điển cho các đồng tu Quán Âm chúng tôi với sự hiện diện của Ngài tại vùng đất mới ở Đài Loan, còn được biết là Formosa. Sư phụ rạng rỡ đã yêu thương chia sẻ kẹo gia trì cho tất cả chúng tôi, và tiếp theo là một bài giảng khai thị. Đầu tiên, Ngài nói về hợp đồng Ngài đã ký trước khi đến thế giới vật chất này. Trước đây, tôi đâu biết rằng để trở thành minh sư phải chịu rất nhiều đau khổ, quý vị phải làm cái này, cái kia, làm đủ thứ. Không bao giờ đủ. Khi tôi ký tên lên hợp đồng ở thiên đàng, trước khi tôi xuống đây, họ không nói như vậy. Hợp đồng không giải thích chi tiết. Chỉ nói rằng Ngài sẽ phải chịu đựng rất nhiều. Ngài có chịu được không? Tôi nói chắc chắn, tại sao không? Để làm minh sư, quý vị phải có mình đồng gia sắc. Làm sao mà không chịu đựng nổi? Tôi nhắm mắt và ký tên, mà không hỏi quá nhiều. Khi tôi thấy chúng sinh đau khổ quá, tôi vội vã đi xuống. Tôi chỉ phát hiện ra sau khi xuống đây, ôi, có rất nhiều chỗ viết bằng chữ nhỏ. Những điều dễ dàng được viết bằng chữ lớn, rất dễ đọc. Nhưng sau khi xuống và đọc những chữ nhỏ bằng kính lúp, ôi Chúa tôi! Vậy là như thế này sao? Tại sao không nói trước? Hắn ta Ma Vương nói, có, chúng tôi đã viết rõ ràng, chúng tôi đã cho Ngài xem và Ngài nói không cần đọc. Vậy còn phàn nàn chi nữa? Cuộc sống dù sao cũng ngắn ngủi. Đau khổ hay hạnh phúc cũng như nhau thôi, sẽ qua nhanh thôi. Vài chục năm trôi qua, trong chớp mắt, chúng ta đã không quan tâm khi ký bất kỳ hợp đồng nào trên đó, bởi vì chúng ta cảm thấy rằng thời gian trôi qua thật nhanh. Trong thế giới này, không có gì. Vì vậy, chúng ta sẽ ký bất cứ điều gì một cách vui vẻ. Nhưng sau khi chúng ta xuống đây, mọi việc lại khác. Sư phụ đã nói chi tiết về việc đi qua nhiều cõi giới khác nhau để đến được thế giới vật chất. Bởi vì khi chúng ta từ trên cao xuống, chúng ta phải đi qua thế giới thứ ba. Ví dụ, nếu quý vị đi xuống từ thế giới thứ năm, quý vị phải vượt qua thế giới thứ ba. Quý vị sẽ được trang bị một số công cụ và trang phục ở đó. Vì vậy, quý vị thích sáng tạo. Quý vị có muốn xây dựng cái này cái kia, muốn có cái này cái kia. Quý vị muốn sử dụng tài năng của mình và tạo ra mọi thứ trên thế giới và giúp làm đẹp thế giới. Và khi chúng ta đến thế giới thứ hai, chúng ta sẽ được cho không phải bộ não mà là tâm trí. Ý tôi là nó cũng là bộ não, nhưng sức mạnh vô hình đằng sau nó, tâm trí cho chúng ta rất nhiều. Chúng ta có thể biết nhiều thứ và trở nên thông minh, nhưng chỉ trong thế giới này. Và tâm trí cũng có nghĩa là sự hiểu biết. Khi chúng ta có tâm trí, chúng ta có ngã chấp. À, tôi có thể làm điều này, tôi là như vậy, tôi là như kia. Điều này cũng gây ra vấn đề. Một số người không thể làm nhiều, nên họ có cảm giác tự ti và tự trách mình. Tất cả xuất phát từ tâm trí. Đó không phải là chúng ta. Chúng ta đến đây và học cái này, cái kia, và chúng ta tưởng rằng chúng ta tự mình làm điều đó. Chúng ta tưởng rằng chúng ta có thể làm mọi thứ hoặc chúng ta không thể. Bất cứ gì chúng ta làm được sẽ làm cho chúng ta tự hào. Bất cứ gì chúng ta không làm được sẽ khiến chúng ta cảm thấy tự ti. Và sau đó, khi chúng ta đến thế giới Atula, nơi đó sẽ cho chúng ta những cảm xúc đó, hỷ nộ ái ố. Thật tốt nếu chúng ta không có sự tức giận và niềm vui. Có tình yêu cũng rắc rối. Không chỉ niềm vui hay sự tức giận mang lại cho chúng ta rắc rối, tình yêu là sự ràng buộc. Và tâm trí cũng vậy, tính toán mọi thứ ở đó. Khi chúng ta đi xuống, chúng ta đã bị ràng buộc bởi nhiều quy tắc. Chúng ta nên làm điều này, chúng ta không nên làm điều kia. Xã hội sẽ không cho phép hoặc chấp nhận, vân vân. Vì vậy, chúng ta sẽ chỉ tự do khi chúng ta rũ bỏ tất cả những cơ thể đó. Ba cơ thể ràng buộc chúng ta đến thế giới của thành trụ hoại không. Nó thực sự không hữu ích.
Nó chỉ làm cho chúng ta bận rộn và không thể đi lên. Chúng ta tiếp tục rơi xuống và đắm chìm ở đây, làm việc không ngừng, lặp đi lặp lại. Đôi khi chúng ta càng thành công thì chúng ta càng thất bại. Nó ràng buộc linh hồn của chúng ta ở đây, bất kể chúng ta làm gì thì đến phút cuối cũng là không. Và càng thành công, họ càng bận rộn, vì vậy họ bỏ bê phía bên kia. Mặt quan trọng nhất, điều đó thật sự đáng thương. Vì vậy, thành tâm tu hành tâm linh, như tu Pháp Quán Âm mà Sư Phụ hướng dẫn chúng tôi, là ân điển cứu rỗi duy nhất của chúng tôi. Chúng ta càng tu hành, chúng ta càng suy nghĩ sáng suốt. Tất nhiên, chúng ta vẫn làm những việc tương tự hoặc có vẻ giống như trước đây. Nhưng bên trong rất rõ ràng, những việc đó chỉ tạm thời. Cho nên không sao. Bây giờ quý vị đã biết, quý vị có thể đến cộng tu thường xuyên hơn, hoặc đến bế quan thường xuyên hơn, hướng nội nhiều hơn, điều đó rất tốt. Tôi rất hạnh phúc khi ở bên quý vị, đúng vậy, tôi hạnh phúc. Sư phụ cũng đề cập về sự ràng buộc của các mối quan hệ và nói về con đường Ngài đã chọn sau khi chia tay phu quân cũ của Ngài, người mà Ngài vô cùng yêu thương và cơ hội giúp đỡ thế giới từ đó. Nhưng nếu tôi không bỏ đi, tôi sẽ không ngồi đây hôm nay, và tôi sẽ không có cơ hội và vinh dự được giúp đỡ người khác, được giúp đỡ nhiều người, ít ra cũng được giải thoát bên trong. Có lẽ cơ thể vẫn chưa được giải thoát, nhưng ít nhất họ sẽ hiểu nhiều thứ bên trong. Giải thoát và khai mở bên trong, phải không? Khai mở tâm cũng không tệ. Tôi cảm thấy như cuộc sống của tôi khá là đáng giá. Sư phụ sau đó đã chia sẻ thông tin về kỳ bế quan kéo dài một tháng gần đây của Ngài. Tôi đã không xem truyền hình, không nhiều, tôi cũng không thể xem truyền hình vô thường sư, tôi thậm chí không thể đọc sách. Và lần này, tôi phải làm một việc. Vì vậy, tôi phải tập trung vào việc đó và bỏ qua những việc khác. Kỳ bế quan này khác với những kỳ bế quan khác, chỉ hoàn toàn tập trung vào một mục tiêu duy nhất, tuy nhiên vẫn còn nhiều trở ngại. Dù sao, tôi cũng được bảo hộ. Nhưng tôi không thể gạt bỏ Ma Vương đi. Đây là thế giới của Ma Vương. Đôi khi hắn nói những điều vô nghĩa và can thiệp vào công việc của tôi. Vì vậy, đã có một vài trở ngại. Ban đầu tôi muốn hoàn thành việc này 100%. Nhưng bây giờ có vẻ như một nửa đã hoàn thành. Chỉ một nửa hoặc 2/3. Không sao, tôi sẽ tiếp tục công việc này. Sau bài thuyết giảng, sư phụ vô vàn từ ái đã đi quanh hội trường, chào mừng, tạo không khí vui tươi và còn cất tiếng hát cùng các hội viên hân hoan chúng tôi. Ta sẽ mãi mãi yêu em. Qua bao nghìn thế giới, qua những người tình, qua những gì đẹp xinh mà em hằng tôn vinh, qua những gì đẹp xinh mà em hằng tôn vinh. Kính thưa Sư Phụ Vô Lượng Từ Bi, chúng con vô cùng cảm động và sâu sắc tri ân tình thương vô bờ bến, ân điển thiêng liêng và những nỗ lực đầy quyết tâm của Ngài hào cứu rỗi những chúng sinh đau khổ trên địa cầu và những tinh cầu khác. Nguyện cầu tim của tu lãnh tụ thương mọi thế giới luôn được các cõi thiên đàng hồng mạnh bảo hộ, luôn luôn an khang và được nâng niu dịu dàng trong sự thanh bình thiêng liêng. Để xem toàn bộ buổi phát hành bài thuyết giảng của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, xin vui lòng theo dõi trong tiết mục giữa thầy và trò vào một ngày gần đây.